tôi bảo cô thế nào mà cô lại đi mang cả loa đến đây để cả xóm người ta. Anh hẹn tôi là 15 tháng sau đúng không? Thì đúng là như thế, còn thế nào nữa? Hôm nay đã là ngày 17 rồi. Thì 15 tháng này là mới được. Đến ngày 17 này là mới có 1 tháng 2 ngày đúng không? Đúng rồi. Thế là nó phải còn 13 tháng 28 ngày nữa thì mới đến. Đúng hẹn là tôi mới mang đến tôi giả cho cô được chứ. Cái gì? Tôi là anh hẹn là 15 tháng sau. Ừ. Tức là ngày 15 tháng sau tôi đến tôi đòi tiền. Tôi có hẹn là ngày 15 tháng sau đâu, tôi bảo là 15 tháng sau. Chỗ đấy thì em cứ thế mà em thích cái đồ gì thì em chọn thế thôi. Thì đồ đấy em có thiếu cái gì nữa đâu. Có mỗi là dạo này mưa gió như thế này, quần áo không khô kịp thì chắc là mua lại vài bộ quần áo nữa. Thôi được, anh sẽ đưa em đi shop, không phải lo. Đối với shop thoải mái mà chọn. Đúng à? Tiền đã không có rồi lại còn sĩ gái cơ. Kiểu kia thì không biết thọ được bao lâu. Cái con này cũng nhẹ dạ cả tin lắm. Để khéo mà nó ăn xong nó lại quỵt cho đến lúc mà cứ chạy theo nó. Mà anh. Cái gì? Sao cái chị chủ quán kia thấy mình đi qua chị nhìn ghê thế nhỉ? Ui, cái con chở hơi em à. Cái con hóm hóp em à. Nhưng mà có quen hay không mà em thấy cứ đứng lườm lườm anh kiểu gì ấy. Quen trước cái gì? Không, anh không quen cái người đấy. Nó cái bọn buôn bán nó thế đấy. Nó cái dân hàng chợ nó ngứa mồm ấy mà. Có cái gì đâu. Thế anh để đâu cứ đi bộ mãi như thế này à? Thế anh để ngoài chỗ gala, anh gửi ngoài đường lớn. Ở đấy. Nhưng mà đi xe máy hay là bắt taxi thì em còn biết đường đi, mỏi hết cả chân rồi. Đi xe ôm. Đi xe ôm. Còn gì nữa, mình đi xe ôm cho nó tình cảm. Chứ hai chúng mình ngồi chung một cái ghế đường sau đây. Có phải anh nó vừa phải thôi nhá. Em mặc như thế này mà ngồi được lên xe máy hay đi xe ôm à? Có gì chả mặc được. Cứ vén nó lên thôi. Có cái gì chả mặc được. Em không biết, ra phải thuê taxi ấy. Được rồi. Cái gì, cái xi cát còn được, còn xí mới chả sắt. Em cứ đi, không phải lo. Đi nhanh lên. Mà công nhận sắp là mưa rồi. Từ ngày quen anh hôm nay em thấy anh hào phóng đấy. Ngày nào đi sắm như này có phải tốt không? Ui giời, em người đẹp của anh thì anh có cái tiếc cái gì. Em cầm đồ giúp anh cái đi. Anh đàn ông ai lại cầm đồ thế này nó không hay. Đang đi đang nói chuyện rôm rả tự nhiên sao anh lại nghe có vẻ. Người ta đánh giá anh khổ quá mình. Anh này. Thôi được rồi, đưa đây. Mà lần sau mà có sách từ ngoài được cái đồ phải mua gấp đôi vào. Được rồi, đấy. Em đi trước đi. Nhanh lên, sao tự nhiên thấy cúm rúm ra thế? Sao tự nhiên anh nghe cúm rúm ra thế? Không, đi này. Anh kia. Ơ, chị gọi anh à? Đi vào đây tôi bảo. Cái gì đấy? Không có mua hàng gì đâu. Đi vào đây. Anh quen chị à? Chắc là nó muốn nhờ anh lại bán cho nó múng đất nào đấy ấy mà. Thì em cứ ra kia đợi anh tính nhá. Phải nhanh nữa đấy, em đang xách nặng đấy. Được rồi. Tưởng không vào, tôi tưởng là anh không nghe thấy tôi gọi bé quá. Không, nhưng mà có chuyện gì thì chị cứ nói. Thấy đưa gái đi oai lắm mà. Gái gú gì đâu, đưa em nó ở dưới quê nó lên chơi em ạ. Lại còn em gái ở quê, anh đừng tưởng cái tai tôi nó điếc nha. Sáng đi qua quán thấy nói oai lắm. Lại đi shop, em thích gì anh mua. Thấy cái gì đùm trên đùm dưới. Thì em gái nó ở mấy khi ở quê lên thì mình cũng phải tỏ. Thôi. Đừng có mở em gái, một em gái, hai em gái. Nhưng mà tiền nong bây giờ định bao giờ trả tôi đây? Đã bảo rồi, mấy hôm nay bận việc quá nó còn chưa sắp xếp được. Thư thư cho cái mình vài hôm. Thật sự là tôi nợ nần. Không lâu không trả tôi cũng cảm thấy nó anh nãy ngại với chị lắm nhưng mà. Này, anh đừng có được cái bộ mồm nhá. Anh cứ hẹn nay, hẹn mai, hẹn ngày dài. Có bao giờ tôi được nhìn nào của anh đâu. Nói nhỏ tốt. Mai dài cả thủa. Thôi được rồi, cái này tôi sẽ sắp xếp sớm nhất có thể để thanh toán đầy đủ cho
cho chị nhá. Tôi không chờ lâu được đâu nhá. Được rồi, tôi đang bận tí. Cho ngày giờ địa chỉ rõ ràng đi. 15 tháng sau đi. Đúng 15 tháng sau nhá. 15 tháng sau nhá. Rồi 15 tháng sau thì tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho. Thôi được rồi. Đừng có để đến lúc mà con này phải quá đáng là không ra gì đâu đấy. Thôi được rồi. Lần sau cũng đừng hỏi vặt nữa nhá. Nhớ ghi vào sổ. Hôm nay tôi nói 1 là 1, 2 là 2. Đúng 15 tháng sau tôi quay lại tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho chị nhá. Được rồi. Được. Mà không biết cô ấy nhờ anh ấy cái gì mà lâu thế. Chết nắng rồi đây này. Cô ấy nhờ anh cái gì mà lâu thế? Ôi, có cái gì đâu. Cái con này nó thấy anh dạo này buôn đất đai nhiều khách quá, nó lại muốn nhờ anh giao dịch bán hộ nó cái mống đất ấy, nhưng mà anh không bằng lòng. Phải xách đỡ em đi, nặng quá rồi đấy này. Được rồi, để em phải chờ lâu rồi. Đấy, em thấy anh có oai không? Mà công nhận là oai thì thấy oai rồi. Đi đến đâu người ta cũng nhờ cũng ấy, nhưng mà vẫn chưa thấy tiền đâu. Bây giờ nó thấy người có tiền là thế đấy. Trước nó khinh khá khinh khỉnh ra. Em ạ, à, xã hội giờ nó trở mặt cứ như là trở bàn tay ấy. Lòng người không thể đo được hết. Nhưng mà lần sau nhá, anh vào xe chạy quá đi một tí đi. Từ ngõ vào nhà em có đáng bao nhiêu đâu mà bắt em phải đi bộ xách đồ như thế này. Anh làm, anh muốn để có thời gian em cũng được đi cùng anh để anh oai một tí. Có bạn gái xinh gái đẹp thế này, thế em không thích à? Kể ra hôm nay mà xách món đồ như thế này công nhận em thích thật. Nào, hôm nay để xem có trả tiền cho bà không. Bà loa lên cho cả xóm cả làng này biết. Nào. Nào em. Ôi. Nào. Anh làm cái gì đấy, từ từ thôi. Hẹn 15 giả, hôm nay 16, 17 rồi không thấy tăm hơi đâu. Quả này thì bà cho mới biết thế nào là giả hay không giả nhá. Alo, xin thông báo, hiện nay trên địa bàn xóm Bát Đầm đã xuất hiện một đối tượng trung tuổi, chuyên ăn quỵt nợ, đặc biệt chỉ muốn ăn, không muốn trả tiền. Sao thôn lại loa cái gì mà như kiểu đòi nợ ấy anh? Không, nhưng mà anh nghe như kiểu ở ngoài, anh nghe quen giọng này, sao nó lại loa đi? Để bôi nhọ cái thằng nào nó đã... Chắc là nó quỵt tiền của ai cái gì ấy. Sao mà nghe kiểu bọn đòi nợ thuê sao ấy, đi loa làng loa xóm như này ấy. Vậy tôi xin cảnh báo với tất cả các chị em phụ nữ đang giao lưu nhẹ dạ cả tin với tên chuyên ăn quỵt tiền, để đề phòng tránh xa, tránh trường hợp ăn xong không chịu trả tiền. Alo. Sao em lại nhìn anh? Thì em thấy tả người này nghe quen. Em thấy có vẻ được 8% giống anh ấy. Dạo này cũng tặng ký sổ em có gì? Sổ của em khác, sổ của nợ kia nó khác. Mà cứ để em ra em phải hỏi 3 năm rõ 10 xem là cái người mặt mũi ra sao, tên tuổi như thế nào. Không, em cứ ngồi ở đây để anh ra anh xem. Em cứ ngồi đấy đừng có nhất cử nhất động nhá. Thì em phải hỏi xem là tên tuổi thế nào để em biết đường tránh chứ. Không được ra ngoài đâu. Lạ nhỉ. Nội bất xuất, ngoại anh, ở ngoại anh sẽ không cho nó xâm nhập vào đây. Vậy làng trên xóm dưới sẽ lắng nghe tên mà tôi chuẩn bị đọc. Kẻ chuyên ăn quỵt nợ tên là... Anh làm cái gì ấy? Cô có tắt ngay đi không? Cô làm cái trò gì đấy? Này, ai làm cái trò gì hả? Cô định ngậm máu phun người đến đây để làm bêu xấu tôi à? Cái gì mà ngậm máu phun người, anh xem đi, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Hả? Anh hẹn tôi ngày nào mà hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?
đã đến hẹn đâu mà cô lại tôi bảo cô thế nào mà cô lại đi mang cả loa đến đây để cả xóm người ta. Anh hẹn tôi là 15 tháng sau đúng không? Thì đúng là như thế còn thế nào nữa? Hôm nay đã là ngày 17 rồi, anh còn chưa thấy tâm hơi gì đâu nhá. Thì có đúng tháng trước tôi nói như thế không? Thì đúng rồi đấy. 15 tháng sau đúng không? 15 tháng sau, hôm nay ngày 17 rồi. Thì 15 tháng này là mới được, đến ngày 17 này là mới có 1 tháng 2 ngày đúng không? Đúng rồi. Thế là nó phải còn 13 tháng 28 ngày nữa thì mới đến đúng hẹn là tôi mới mang đến tôi giả cho cô được chứ. Cái gì? Tôi là anh hẹn là 15 tháng sau. Ừ. Tức là ngày 15 tháng sau tôi đến tôi đòi tiền. Tôi có hẹn là ngày 15 tháng sau đâu, tôi bảo là 15 tháng sau thì tôi mới... Thế tức là hơn 1 năm anh mới chịu giả tiền cho tôi á? Chỉ nó phải ra Tết thì tôi mới ấy được chứ. Làm gì có cái chuyện đấy, thì nợ nần cứ ngày qua tháng lại thế này thì bao giờ tôi mới đòi tiền được anh, mà anh chơi như vậy. Hay là chơi chùa đấy? Chùa thế nào? Ăn chùa rồi bây giờ định chơi chùa? Vớ vẩn. Mà tôi không cần biết là 15 tháng sau hay là ngày 15 tháng sau nữa. Anh không giả thì tôi vào tôi đòi nợ. Cô không thể chơi chẽn cái kiểu đấy được, có 3 triệu bạc. Này anh ngẩng mà... mặt, anh lên xem mặt ai chơi chẽn hơn mặt ai nhá. Thì cô cũng phải hiểu cho tôi là một cái người đi buôn bất động sản bán đất thì nó có phải là như mỡ rau mỡ cỏ bảo hôm nay mang ra chợ là bán được đâu. Nó lại còn phải theo cái thời điểm đất nó sốt lên thì tôi sẽ tính lãi cho cô gấp trăm đất nghìn lần. Thế luôn nếu nó không sốt thì anh không tính lãi cho tôi à, mà gốc anh cũng chén luôn à? Nó phải có cái sự quay vòng, hiểu không? Đất đai lúc trầm lúc nổi, lúc trầm lúc nổi, nó cứ liên tục thế thôi. Đây tôi đang đợi lúc nó nổi lên, nó giờ nó này, còn đang trầm quá. Có hơn 3 triệu tôi không thể chạy theo anh để mà tôi gãi mãi được. Bây giờ tóm lại anh không giả, tôi vào tôi hỏi bạn gái anh. Cô đúng thật là bạn gái tôi còn phải ký sổ liên tục cho cô đấy đây này. Ký sổ, ăn cũng ký sổ, chơi cũng ký sổ. Mà anh vẫn còn chơi bền được đến tận bây giờ, tôi thấy là anh cũng người trâu chẽn thật. Người nợ, người ta biết là tôi nợ dai nó có uy tín đủ, hiểu không? Nợ dai lại còn có uy tín. Anh không giả, tôi sẽ mang cái loa này tôi đi từ đầu làng đến cuối xóm. Tôi loa lên để xem anh có ngước mặt ra ngoài được không? Cô mà làm như thế tôi báo công an đấy. Cái bản hợp đồng là tôi bảo là 15 tháng sau tôi mới giả là 15 tháng sau chứ không phải là cái ngày 15 tháng tới, hiểu không? Tôi không biết, tôi không chơi lý củn với anh được. Anh thì dẻo mõm lắm, kiểu gì anh cũng nói được. Nợ có hơn 3 triệu bạc của người ta mà không kiểm giả, mà cái này là ăn vào mồm chứ có phải là tiền để làm những cái thứ linh tinh đâu. Mà những cái đồ tôi mua chịu của cô toàn cái hàng khuyến mại thôi. Cái gì mà khuyến mại? Alo. Tôi xin cô một lần này nữa để cho nó rõ đây này. Chẳng qua là cô không hiểu ý của tôi, khất nợ là cô lại cứ tưởng là 15 tháng sau là vào ngày 15. Là thế nó chỉ là cái hiểu lầm thôi cô chủ quán ạ. Thì cho tôi đúng một tuần nữa tôi sẽ thu xếp tôi giả đủ cho cô. Một tuần? Đúng một tuần nữa thôi. Tức là 7 ngày nữa? 7 ngày nữa. Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Này nợ giả cho người ta thì xong đi mua đâu thì mua. Nợ một chỗ lại đi giả tiền một chỗ để mua chỗ khác. Anh xem người khác cũng gửi được không? Nhớ đấy, lần này đúng 7 ngày. Cái đấy nhá, thì cô cứ thông cảm tôi, đúng một tuần sau là tôi sẽ mang đầy đủ sang giải cho cô về quá. Alo. Cô làm cái gì đấy? Tôi đã bảo cô đừng. Tôi hứa tôi giả thật là tôi giả thật mà sao cô? Cái anh này một cười nhỉ? Tôi hát. Lệ đom đóm hoa đăng rực rỡ em đi vào làng.
đi lâu thế nhỉ? Không biết người để mình có quen không? Đây. À anh. Ôi trời, mệt mỏi quá. Thế nào rồi anh? Được chuyện gì hóa ra là. Nhưng mà thanh niên bây giờ nó sao mới lớn lên mà cha nó bệ rạc thế nhỉ? Để cho người ta mang cả loa đi quanh xóm để đòi nợ thì bao giờ không? Mà thế là thế nào anh? Người ta đòi nợ cái gì mà con cái nhà ai đấy? Thế này thì bố mẹ mà biết được chắc xấu hổ phải biết nhỉ? Thanh niên mới lớn lên chắc là nợ tiền ăn quỵt của người ta không trả tiền, hiểu không? Ôi, thế mà để người ta mang loa đi dọc đường người ta loa này thì bố mẹ mà biết được bêu lắm đấy nhỉ? Đến anh đây là cái người ở cùng xóm cùng làng còn lại chả biết được con cái nhà ai, mình cảm thấy nó xấu hổ cho thay cho cả bố mẹ nó. Để con ra như thế thì thà để ra cái quả dưa hấu ăn nó còn mát ruột. Con cái nhà ai anh? Nó đang chuẩn bị đọc cái danh sách một loạt tên mấy cái thằng thanh niên đấy, mà may anh còn ra anh căn ngăn kịp, không có thì nó đọc lên thì không biết là gia đình nhà nó phải giấu mặt vào đâu. Mà công nhận trông anh thế này mà anh cũng tốt phết nhỉ? Chỉ là khổ bố mẹ thôi. Em tưởng anh chỉ ra anh hóng thông tin thôi, ngờ đâu anh còn can ngăn kịp thời. Thôi không có vấn đề gì đâu, vừa viết được cái mở bài chưa vào được cái kết luận đã phải ra rồi. Cô cứ về đi nhá, thì tôi... Được rồi. Alo. Đã bảo là thôi mà. Người ta gọi anh sang có chắc có việc gì đấy em. Anh ấy không bảo đi vào đây, chị bảo em ơi. Thế sao lúc bảo đi anh bảo anh thôi được rồi, được rồi, tôi quay lại luôn. Em ra kia đợi anh. Mà công nhận đi, từ ngày em quen anh đến hôm nay em thấy anh hào phóng như thế đấy. Em sách đồ đi. Thì sao đang nói chuyện vui mà đưa cho em sách? Cho nó oai không, chả nhẽ là anh là thằng đàn ông. Em cứ ra kia đợi anh tí, có khi là nó lại có cái miếng đất nào đấy muốn giới thiệu anh ở đây. Trung tâm hàng quán nó muốn anh đặt cái biển nhà đất ở đây mà.